Chúng ta cùng quay trở lại với video số 12 trong chuỗi series chữa đề Part 7 của đề thi TOEIC Reading. Mình đến với nội dung của đoạn đầu tiên, câu số 75. Mục đích của bài báo là gì? Câu số 76. Điều gì là đúng về web match? Câu số 77. Trong các vị trí số 1, 2, 3, 4 thì vị trí nào là phù hợp nhất để điền nội dung của câu phía bên dưới? It was an immediate success. Có nghĩa là đây là một thành công trước mắt. Chúng ta sẽ cùng xét nội dung của đoạn đọc như sau. Webmatch vẫn tiếp tục phát triển sau 15 năm. Đây là một bài báo được um, ra mắt vào ngày 20 tháng 11, nội dung như sau. Webmatch cách mạng hóa việc tiêu thụ video khi nó lần đầu tiên cho ra mắt dịch vụ phát sóng trực tuyến trên internet. Với một khoản phí mỗi tháng thì khách hàng có thể xem bao nhiêu bộ phim mà họ muốn trực tuyến. 15 năm sau thì công ty tiếp tục phát triển và mở rộng. Webmarch hiện nay không chỉ phát sóng các bộ phim hay các chương trình truyền hình mà nó còn tự sản xuất, nội dung được đánh giá cao. Tiếp theo, nội dung của đoạn thứ hai như sau. À, có một vài các dịch vụ vì có một vài các dịch vụ khác ví dụ như là Movie River thì có mô hình kinh doanh tương tự nhưng điều mà khiến Webmarch Um, độc nhất vô nhị đó chính là phạm vi toàn cầu. Um, hiện tại thì đã có mặt trên 40 quốc gia. Webmatch đã thông báo rằng nó sẽ tiếp tục phát triển mở rộng các dịch vụ của nó tới hơn 46 quốc gia khác vào ngày 8 tháng 2. Và dịch vụ thì có chứa các nội dung bằng 16 ngôn ngữ với phụ đề bằng 14 ngôn ngữ khác nữa. Vì vậy mà mọi người khắp nơi, ở khắp nơi trên thế giới thì có thể tận hưởng cùng các loại chương trình này. Vậy từ đây chúng ta sẽ thấy được là nội dung trong câu số 75, mục đích của bài báo này đó chính là đáp án đúng là C, to profile the history and future of webmatch. Có nghĩa là mô tả sơ lược về lịch sử cũng như là tương lai của webmatch. Ở đây thì chúng ta thấy là thông tin liên quan đến lịch sử của webmatch đó là uh, nó đã ra mắt dịch vụ phát sóng trực tuyến trên Internet này. Còn để nói về uh, tương lai của Webmatch, thì chúng ta có thể dựa vào những thông tin như là uh, Webmatch đã thông báo là nó sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ tới hơn 46 quốc gia khác vào ngày mùng 8 tháng 2. Những thông tin này giúp chúng ta lựa chọn được đáp án đúng trong câu số 75 là đáp án C. Câu số 76, điều nào là đúng về Webmatch, thì đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là D. It offers videos in many languages, tức là nó có cung cấp các video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thì chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin đó là hiện tại thì uh, các video của Webmarsh nó có chứa các nội dung bằng 16 ngôn ngữ với phụ đề bằng 14 ngôn ngữ khác nữa. Câu số 77, để điền được thông tin liên quan đến uh, sự thành công trước mắt ở đây thì vị trí phù hợp nhất đó là vị trí số 1. Bởi vì trước đó uh, bài báo có đề cập đến thông tin đó là Webmatch đã cách mạng hóa cái việc tiêu thụ video bằng việc đó là lần đầu tiên cho ra mắt dịch vụ phát sóng trực tuyến trên Internet. Thì cái dịch vụ phát sóng trực tuyến trên Internet này nó chính là cái thành công trước mắt của tổ chức này. Nên nó sẽ phù hợp nhất để điền vào vị trí số 1. Và đó là nội dung của đoạn thông tin đầu tiên. Chúng ta cùng đến với nội dung của đoạn thứ hai. Câu số 78. Những hướng dẫn ở đây là để dành cho ai? Câu số 79. Joe Tech sản xuất cái gì? Câu số 80. Theo như những hướng dẫn thì các bức tranh tại sao lại hữu ích? Câu số 81. Động từ grasp trong đoạn văn số 1, dòng số 10 thì gần nghĩa nhất về từ gì? Chúng ta sẽ cùng xét nội dung của phần bài đọc như sau. Các khách hàng của Tech thì cảm thấy hài lòng nhất khi mà họ hiểu được toàn bộ cách sử dụng các sản phẩm của họ cũng như là tận dụng được chúng. Bởi vì các sản phẩm của Jotech thì cung cấp các cái tính năng công nghệ hiện đại đổi mới, ví dụ như việc bấm giờ tự động ở trên máy giặt, um, cài đặt ánh sáng thay đổi ở trên lò vi sóng. Và rất là quan trọng để liệt kê cũng như là giải thích những tính năng này một cách rõ ràng trong sách hướng dẫn sử dụng. Khi viết những đoạn văn bản cho sách hướng dẫn sử dụng Hãy cố gắng đặt bản thân vào vị trí của người dùng và cân nhắc xem tính năng nào thì cần phải được giải thích chi tiết hơn. Các phương tiện trực quan, ví dụ như sơ đồ hay các bức tranh, bức ảnh thì sẽ rất là hữu dụng trong việc phát thảo ra quy trình và chúng có thể giúp cho việc giảm thiểu độ dài cũng như là độ phức tạp của những hướng dẫn bằng lời nói. Việc bao gồm những ví dụ chi tiết cũng có thể giúp người dùng nắm bắt được những khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng, cũng như là xác định được uh, cái quy trình nếu như có một thứ gì đó đang uh, diễn ra không đúng hay là hoạt động không đúng. Câu số 78. Vậy thì uh, cái hướng dẫn ở đây là để dành cho ai? Đáp án đúng của mình sẽ là đáp án D. Writers of tech product manuals, có nghĩa là những người mà viết hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm của Geotech. Chúng ta chọn được đáp án này vì mình dựa vào thông tin đó là khi mà viết những cái đoạn văn bản cho sách hướng dẫn sử dụng, hãy đặt bản thân vào vị trí của người dùng. Thông qua nội dung này thì chúng ta chọn được đáp án là đi. Câu số 79, Geotech sản xuất những cái gì? Thì chúng ta sẽ dựa vào những thông tin như việc là họ có đề cập đến ở đây đó là washing machines, máy giặt này, hay là microwave ovens, có nghĩa là lò vi sóng. Vậy ở đây, chúng ta sẽ chọn được đáp án là A, appliances. Tức là Joe take thì có sản xuất các cái thiết bị, thiết bị điện tử. Tiếp theo, câu số 80. Theo như những hướng dẫn thì những bức tranh, bức ảnh uh, hữu dụng. Lý do là vì đáp án của chúng ta là C. They reduce the amount of written text needed. Có nghĩa là những bức ảnh ấy thì sẽ giúp giảm thiểu uh, hay là cắt giảm số lượng chữ số lượng chữ viết thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin đó là um, người ta sẽ có thể sử dụng các cái sơ đồ hay là các cái bức ảnh để minimize the length and complexity of verbal instructions. Tức là những bức ảnh hay những sơ đồ này thì cũng sẽ giúp giảm thiểu độ dài cũng như là độ phức tạp của những hướng dẫn bằng lời nói. Và ở đây chúng ta đang có động từ reduce đồng nghĩa với động từ minimize. Còn câu số 81, cái từ grasp ở đây. Vừa nãy thì chúng ta cũng mới dịch với nhau cái từ grasp có nghĩa là nắm bắt. À, những cái ví dụ cụ thể sẽ giúp người dùng nắm bắt được những khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng. Vậy thì đồng nghĩa với từ grasp, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án đi understand, nắm bắt hay là hiểu được các khái niệm phức tạp. Và đó là nội dung của đoạn thông tin thứ hai. Trên đây là nội dung của video số 12. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo lớp giới thể long lộ trình ngắn gọn chọn bộ 4 kỹ năng chinh phục mọi thử thách với bộ flashcard và kho tài liệu miễn phí đội ngũ giáo viên cực chất chất lượng là ưu tiên hàng đầu học ngay hôm nay